Mấy bạn. Cảm ơn anh Gia Huy, cảm ơn Bốc Phun. 1-0 nửa bảng đi ạ. Mấy bạn, quyết định không bàn. 4 bàn không phải, 5 bàn không phải, 2 bàn cũng không phải. Đố ai đoán đúng đấy. Một con số mà mọi người không thể tưởng tượng được, đấy là một gợi ý. Hôm nay Tấn Cục Xúc à, hay sao? Cảm ơn Loan. Tấn Cục Xúc mà không ở đội của mình cái biết cái sai ngay. 7 bàn không đúng. Thế 1 bàn rưỡi. 9 bàn không phải. Không phải. 10 bàn không phải. Không. Cái số đấy đẹp cực. Số đấy đẹp lắm. Đẹp lắm ý. 6 bàn không phải. Sao nị 17 bàn. Làm gì mà ghi lắm thế. 7 bàn không phải. 9 bàn không phải. Sao nị 9 bàn ở đâu ra. 7 bàn không phải. Số đẹp. Tám bàn. Chuẩn. Tám bàn. Mọi người biết không? Mà thôi để tí kể sau đi. Em phải cảm ơn mọi người đã. Em cảm ơn trước nhá. Cảm ơn Loan. Cảm ơn trước. Cảm ơn Rina. Đây. Thì em kể câu chuyện đá bóng của em thì... Ui, chán đời ông Tấn Cục Xúc. Một bên có 5 người, bên 6-7 người không đá được 5 người, chán. Nghĩ nhiều khi nó chán ấy. Kiểu bị kiểu thất vọng. Lúc là ông ấy về ông ấy cũng nói phết. Nhưng mà toàn ở cánh em thôi, toàn bên đội em thôi. Ăn nhiều hoa quả cho đẹp da. Để chuẩn bị lấy vợ anh nhé. Em chúc anh luôn vui vẻ và cười thật tươi nhé. Trang Cherry gửi anh, cảm ơn Trang. Cười thật tươi. Đây. Nhiều cherry lắm mọi người. À bên đây là thôi. Con này phải có cherry đâu đúng không? Táo. Quả này là quả táo. Mày bị điên rồi mà quả táo. Quả này là quả gì nhỉ? Cherry là quả to. Quả nhỏ này là quả gì nhỉ? À đúng rồi, đây là cherry, còn quả to là quả kiwi. Chuẩn. Cảm ơn Trang. Đây nữa. Trang mua đúng không? Đây nữa. Em biết rồi nó. Ơ, còn này quả gì? Quả táo. Bị giờ không phải quả táo. Thì Trang bảo em mà. Đúng rồi, đây là quả táo. Đây quả táo. Táo nhưng mà táo rất là... Bỏ tay ra. Bỏ. Chị Trang mua cho em mà. Mua cho tao đi. Bảo là anh ăn nhiều hoa quả cho đẹp da. Bọn tao chưa kịp ăn đã hết rồi. Cất đi. Đây. Cất đi. Tao chưa kịp ăn đã hết. Nhà có. Và cảm ơn Ánh. 20 người. Cảm ơn Ánh. Không phải táo tao. Không phải táo tao đâu. Hồng táo chuẩn. Chuẩn. Hồng táo. Và cảm ơn Ánh. Là đi đá bóng về có ngay quả nước ép dưa hấu uống. Ai sợ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Rina. Đây mình sẽ review quả táo ra cho mọi người biết nhá. Trước mắt mọi người là một quả hồng táo. Cái gì đây? Và quả táo này là táo này không có thuốc sâu. Nên là mọi người nhìn này. Cái vỏ nó không được đẹp như các quả táo khác. Nhưng mà mặc dù thế nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Quả táo này có một đặc điểm là quả nhỏ. Đấy. Da rất là bóng mịn. Được chưa ạ? Và khi cắn nó rất là giòn. Ăn thì có vị thanh thanh mát mát. Ngọt ngọt. Đấy. Da của nó, ăn lên cái vỏ của nó thì hơi cứng một tí.
nhưng mà nó giòn. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy không? Cắn một miếng là sẽ đi một miếng. Đấy. Vị trí là em cắn 3 miếng rồi thì sẽ còn lại một miếng. Đấy. Khi còn lại một miếng thì em cắn nốt. Thế là hết quả táo. Màn review của em hết. Cảm ơn anh nhá. Thế nên ai hối xin mà. Và trước khi nói về trận đấu ngày hôm nay thì em xin phép là được uống hụm nước để nói cho nó suôn mồm. Xong. Mọi người biết không? Thằng Tấn nó ra mình bảo là thôi mày vào luôn đội đấy đi, bọn anh chấp đá thừa người. Hiểu? Yeah. Ui. Anh đá khác đội với em, anh có không sợ thua à? Ai da. Đá khác đội với em không sợ thua à? Xong mọi người biết không? Đây. Đây là bằng chứng sống. Đặt con, đặt con. Đặt con ngày đêm review cái quả mà anh đến nỗi mà dắt bóng vào cửa côn xong còn ngồi mình ngồi.